Phiên trưa của ngày 31 tháng 8 năm 2020 thì em sẽ lên chia sẻ với cả nhà một số những cái mặt hàng nó vừa mới cập bến tại nhà em nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng thì đều không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng ạ. Đây, lướt qua một loạt những cái mặt hàng tại nhà em này, sau đó thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết nhé. Mở đầu cái video của trưa nay thì em sẽ lên một ít cái mã tam bảo sắc hay còn gọi là quế tím nhá các bác nhá. Đây, quế tím tháng 4 này. Hôm nay em có tất cả là 20 mã, mã hàng sẽ đánh mã từ A1 đến A20 ạ. Đầu tiên đó là cái A1 này của nhà em này, 240.000 nhá. Trung bình một giò như thế này thì nó sẽ có khoảng tầm 5 ngọn nhá, 5 ngọn một giò ạ. 5-6 ngọn một giò thì đấy đây. Một giò thì xen kẽ cả ngọn ngắn ngọn dài nhá. Hàng này nó là cái hàng thuần, bước sang năm thứ tư rồi các bác nhá. Về mọi người chỉ việc làm cho em một cái móc, các bác treo lên cho em thôi ạ. Làm một cái móc mọi người treo lên này. Đây này. Ở mỗi cái cục lúa này nó đều có một cái túi phân, 2-3 tháng một lần mọi người thay phân cho em một lần nhá. Đây. Đó. Xanh mướt nhá. A2 này, 250k. Đây có 2 này, 4 này, 5 ngọn nhá, có 5 ngọn. 250. Số 3. 250k này. Đây cũng có 5 ngọn nhá, ngọn bé ngọn to nhá. Đây mọi người nhìn này, cái cuống hoa cũ của nó này. Cái dòng này thì không cần phải giới thiệu nhiều ạ, hoa nó cực kỳ là thơm luôn. Cực kỳ thơm nhá các bác nhá. A4 này 240. Đây mọi người nhìn dễ sữa nó ra này. Trung bình một giò nó sẽ có 5 ngọn nhá các bác nhá. Ngọn ngắn ngọn dài xen kẽ, 240k cái giò này. Tiếp theo giò số 5 này, A5 này. Giò này của em 270k nhá. Này, ngọn to chưa? Lá xanh mướt nhá, bóng nhẫy luôn. A6 này. 240k em này ạ. A7 này, con này 250 nhá. Cuống hoa cũ này. Số 8 này. Đây em này 270 này. Mướt chưa? Các bác nhìn thấy mướt chưa? Đây. Đó. Tiếp theo sang số 9 này. A9 này, 240k. A10 260. Đây. Số 11 này, 240. 12 260. 13 này, 260 nhá, số 13 260. Số 14 này, 250 này. Số 15 này. 280 nhá. Giò này nó to lắm ạ. Để mọi người treo đứng lên như này nhá. 280 số 15. 16 này. Con này của em 260 nhá. Bản lá to này. Bản lá to nhá. Số 17 này, 250. Mười tám này, 280 con này ạ. Đây, to chưa, 280k nhá. 19 này, 260k. 20. Đây, siêu to luôn này, 300k con này nhá. Tiếp theo thì em sẽ đi sang một số những cái mặt hàng khác ạ. Nhà em vừa mới cập bến được một cái lô hàng mới nhá. Giải hạc tím cánh bay này. Thân lá cực kỳ đẹp luôn. Mặt bông của nó đây nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì bông của nó cực kỳ to luôn. Đây các bác nhìn này, cánh bay như kiểu là cái hàng cô gái tóc váy nhá.
Đây một bảng như thế này em bán với giá là 280.000 ạ. Đây, quay sát cho mọi người xem nhé. Thân lá cứng cáp này. Trung bình một bảng này thì nó cứ dao động khoảng tầm 6 đến 7 ngọn nhá cả nhà nhá. 6 đến 7 ngọn này. Hàng này nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần bước sang năm thứ 3 ạ. Về các bác chỉ việc treo lên cho em thôi nhá. Treo lên chơi đi ạ. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá cả nhà nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Đây. Đẹp chưa? Cái dòng này cái chiều dài tối đa nó đạt khoảng tầm 1 mét nữa các bác nhá. Tầm 1 mét. Trầm trắng nhá cả nhà nhá. Giá cực sốc luôn này. 400.000 một giò. Và trung bình một giò nó có từ 4 thân đổ lên nhá. Đây ạ, vì sao mà em nói từ 4 thân đổ lên? Vì có những cái giò như giò này này, 4 thân này thì là ngọn nó dài, ngọn nó dài và nó to nhá. Chiều dài một ngọn nó trên 60 cm rồi ạ. Còn những cái ngọn nó nhỏ hơn này và được khoảng tầm 40 cm thôi thì một chậu nó có khoảng tầm 6 ngọn nha các bác nhá. Giá cực kỳ yêu luôn, cái hàng này trên thị trường người ta đang bán là 150.000 một thân trầm trắng ạ. 150.000 một thân nhá, mà một chậu nó 4 thân thì đã rơi vào tầm 600.000 một chậu rồi. Đây nhà em bán chậu 4 thân có 400.000 thôi. Số lượng không nhiều nữa cả nhà nhá. Đây em có 15 16 giò thôi. Vừa bán vừa tri ân cho các bác nhá. Đây này. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Các bác thích lấy cái ngọn dài thân mập. Đây, đây thì là một chậu của nó sẽ có 2 thân, à sẽ có 4 thân ạ. Và cái hàng này của nhà em thì 100% nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3 nhá. Về các bác chỉ việc treo lên, tưới nước và bón phân cho nó. Đợi đến mùa là nó sổ bông cho mọi người chơi nhá. Đen rô ra ra hoa nhiều màu nhá các bác nhá. Đó, hàng siêu đẹp luôn này. Cái đen rô này thì em đang bán theo combo 3 cái cốc như thế này. Có giá là 200.000 nhá, chưa bao gồm ship ạ. Mọi người vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Đen rô này thì hiện tại nó đang có cả nụ lẫn hoa nhá cả nhà nhá. Cái dòng đen rô này nó là một trong những cái dòng lan dễ chăm, dễ chơi nhất ạ. Nó cho hoa quanh năm, hết đợt hoa này lại nối tiếp đợt hoa khác nhá. Cái dòng này thì nó phù hợp với mọi loại thời tiết. Đây, ở đây thì em có ghép sẵn hai cái giò đen rô này. Đây, một giò như thế này thì nó bao gồm một combo 3 cốc giò nhỏ nhá. Đó, một giò như này là 200.000 này. Còn bên cạnh nó là cái giò to hơn, là nó là hai combo 6 cốc 400.000 ạ. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Thân to mập này, lá xếp này. Đang có cả hoa lẫn nụ nha các bác nhá. Trình làng cả nhà một đàn trâu trắng của nhà em nhá. Đây, hàng em vừa mới cập bến đây nha các bác nhá. Đây, em quay lướt qua cho mọi người này. Đây, bây giờ em sẽ đi vào em quay cận cảnh cái con trâu của nhà em nhá. Đây, một con như thế này em bán với giá là 160.000 nha các bác nhá. Và trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đổ lên này. Hàng nhà em là hàng có mã số này, chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa cho mọi người. Hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ 4 nên đảm bảo với mọi người là 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay nhá. Mà thời gian ra hoa thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm lịch ạ. Đây này. Bao đẹp cho mọi người nhá. Bảo hành này. Hàng siêu siêu đẹp luôn. 10 con thì như 10 con luôn nhá. Đều tăm tắp luôn ạ. Đó.
cái hàng này về thì mọi người có thể tách ra, mọi người ghép lỗ cũng được, hoặc là các bác để như này các bác đặt sang một cái chậu khác cũng được nhá. Mọi người lưu ý giúp em này, các bác có để ý gì không, cái đầu rễ sữa nhá, tầm này là rễ sữa nó đang phát triển rất là mạnh đây, mọi người nhìn này, nó đang phát triển rất là mạnh luôn nhá. Cây này thì nó siêu khỏe rồi, siêu siêu khỏe luôn, em phải nhấn mạnh là cây siêu siêu khỏe luôn này, cứng lắm, nhìn cái lá nó đanh lá mà cây nó cứng lắm ạ.